Tờ bây giờ sư bá về ạ. Dạ, dạ sư bá về. Dạ rồi. Wow, nhìn quá đẹp mọi người ơi. Dạ, bây giờ sư bá lại quay trở về An Giang. Dạ không, còn đi Hà Nội. Giờ đi Hà Nội nữa. Đi ra ngoài Hà Nội cũng chết. Dạ, hôm nay sư bá cho con hỏi một chút với là dạ. Sau khi mà xuống đến cấp của sư Minh Tuệ thì sư bá có cái điều gì ấn tượng nhất? Có thể thay câu trả lời là một bài cúng của mình. Bài cúng của mình hình như là quý vị đã ghi nhận được cái bài cúng của mình. Dạ. Đó là một sư cô có thể có sư bá có thể có vài lời nào đó để tặng cho khán giả trong ngoài nước cũng như là để chia sẻ về cái gốc của sư Minh Tuệ không? Cái câu nào đó. Một chuyến du sơn tròn ước nguyện, mọi phiền đau xin gửi chốn non tiên. Dạ. Rằng ai khốn lụy diệu anh trai, gửi chốn non đại quê mở thai. Trời, đời chỉ biết thấy thương trời lớn, mà mẹ đây cũng lớn đồng trời. Cam lồ một nhỏ nước rơi, làm cho lúa ruộng tốt tươi xanh thành. Đình chùa miếu khắp nơi phủ quyền, tượng Phật thần mẹ hiện hình ra. Bốn bên vàng bạc ngọc ngà, xem lại cũng ở mình ta tạo thành. Vua các nước tranh giành bờ cõi, lịch mấy đời sao tránh khỏi binh đao. Anh em khi quyết đồng bào, chỉ tranh đất ruộng mà sao sát lòng. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn cho kiện vật tạo xây, muốn độ con trẻ phải bài giỏi khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con chiên, ngày nào kêu mẹ, mẹ liền dắt con. Con ơi có cuộc thon vô, con không nghe mẹ chẳng còn đường đi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, ngày sau đại hội con thì gặp cha. Ít lời kim mẫu thiết ra, dưỡng gian con ngự mẹ thời thuần thiên. Cơ trời chẳng dám lậu ra, mẹ thời thương trẻ xót xa tâm lòng. Cho nên lòng cứ trực hồng, đêm khuya mẹ đến tỏ trong sự tình. Nếu mà ngồi để làm thinh, con ơi lớn bé khốn mình về sao. Thấy trong trời đất quặn đau, cho nên não nổ mẹ vào tâu. Muốn tâu thanh đế thượng định, thứ dùng trần tục cho tôi xin phen này. Tội nguyện đổ hết xưa nay, ba cội về hết mà thiên thai sửa đời. Ba cội về hết mà thiên thai sửa đời. Ba cội về hết mà thiên thai sửa đời. Từ nay con nguyện chí tâm, cải tà quy chánh chăm lo theo thầy. Từ nay con nguyện chí tâm, cải tà quy chánh chăm lo theo thầy. Từ nay con nguyện chí tâm, cải tà quy chánh chăm lo theo thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Dạ sư huynh đại không có đây, nhưng mà nếu trường hợp những lời nguyện cầu của con, xin ngài cảm ứng chứng minh linh thiêng, ngài độ cho tất cả bá tánh vạn dân luôn được nhiều sức khỏe, luôn mạnh khỏe và cố gắng tu hành giữ được cái giới trường trai. Nam mô A Di Đà Phật. Con không biết cái gì hơn, chỉ có biết xúc động, chỉ dùng lời nói nước mắt. Không phải là buồn nhưng mà mừng. Mừng là ngày hôm nay con đã được quyến lại chỗ ở Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn tất cả. Dạ. Hôm nay sư đến đây là chắc là sư cũng vui mừng quá. Dạ. Sư đã khóc khi mà đến được cốc của thầy Minh Tuệ. Dạ. Sư cho con hỏi với, hôm nay là sư đi từ đâu đến đây đây ạ? Mình là bên đoàn Phật giáo của Phật Hòa Hảo của Sơn Kỳ Hương, bên An Giang. Từ An Giang về đây ạ? Từ núi Cấm, núi Cấm, núi Trung Tâu. Chị em với thầy đi.
À, từ núi Cấm An Giang là trở về đây. Đó, đây mọi người thấy này, một hình ảnh rất là tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, dạ. Sư, đến đây có dịp đến nơi có sư cắt của ông thầy Minh Tuệ. Rồi. Cho nên tôi cũng ông lấy đeo hoài kỳ phải không? Để em nó đeo cái cho mấy cái trời ơi. Ơi. Ôi trời ơi. Con cũng đội của con cũng thiện nguyện phú quý từ thiện từ từ Gia Lai ra tới đây. Dạ. Từ cái gì đó từ dài ra tới đây từ thiện đó các nơi cho bà con dân tộc rồi nên cũng ghé có dịp rồi ghé chỗ tóc xài Minh Tệ đó cũng những giếng để cho biết đó mà tôi không có sư ở đây thôi cũng Nam Mô Di Đà Phật gặp ông thầy thì cũng quá tốt rồi thôi chúc dạng sự cho bà con được nhiều may mắn và được hạnh phúc và bình an và Nam Mô A Di Đà Phật quá tuyệt vời. Cảm ơn cho sư bá xin chia sẻ tí xíu sau một cái bài cúng của sư bá như vậy đó để quý vị có cảm như thế nào rất không? Vui mừng và vui lòng vào rất là thoải mái đó sư và chúc sư cũng với bà con được nhiều sức khỏe được nhiều hạnh phúc Nam Mô A Di Đà Phật cảm ơn thầy Thiên Nguyễn nha chúc cho mọi người được thân tâm an lạc đạo quả cố thiên cần chắc chắn sẽ đắc cầu quyền số chứ chuyện nhà Phật tin rồi rõ không? Dạ rất rõ. Giờ giải đi. Cho em bỏ vô cái em cúng rồi đó rồi. Thấy đi anh. Dạ. Giờ phút linh thiêng cũng xin thầy Minh Tuệ cảm ơn chứng minh và cho tất cả quý vị Phật tử đến đây tham hộ thầy và về tới nhà được an lạc. Buổi sáng được vui vẻ, cả nhà được mạnh khỏe. A Di Đà Phật, cả ngày được mạnh khỏe nhé. A Di Đà Phật. Mong quý vị quan hỷ nãy giờ mình có gì đó mà sơ xuất thì niệm tình tha thứ bỏ qua cho mình. Làm chụp cho tấm hình với sư với. Đây là tụi con gặp sư cũng. Nhấn nút chụp luôn đó. Không chụp lên chụp bị trắng này. Nhấn này thôi đúng không? Đi rồi A Di Đà Phật rồi. Ông chụp là chị vô liền nha. Ok. Rồi chị vô. Rồi tôi ra liền rồi. Giờ người ta mượn mình chụp hình cái không lẽ không cho. Dạ. Kỹ người vô thôi. Đây cũng là một cái điều tuyệt vời đấy mọi người. Chắp tay lên chị. Rồi. Hai ngay rồi xong đàng hoàng đeo cho cái nữa rồi. Đeo đi cho chị đi. Cho may mắn đi ông sư đeo cho chuỗi răng được may mắn. Đó. Ôi cha con không được tắm vậy. Rồi. Mô cái đẹp rồi. Con xin chụp một cái tấm có cái. Dạ rồi. Ôi. Rồi trong này anh phúc hạnh phúc. Không tặng chút gì. Hai chụp hình như này hai. Để con mượn con chụp một cục tấm thôi con. Không, anh chụp trước anh rồi nè. Nè chụp đi. Chụp đi anh chụp nè. Để cho đi chụp mấy tôi cho. Hồi nãy chụp mấy chị phải không? Rồi. Em chụp mấy em? Rồi. Chụp ba rồi. Em đang chờ sư kìa mau lên. Anh chụp giùm chị không vậy? Không không chị không. Em tuyệt vời luôn. Dạ rồi. Ở đây có rồi, tất cả mọi người cho chị đi. Rồi. Tất cả mọi người cầm đi cầm hai tay. Có trong máy cầm đi đó. Đúng rồi. Trong máy chị à, máy chị không có. Đi đi bà để gửi cho. Đó. Nên là đây cũng là một cái điều tuyệt vời. Đến đây đến thăm cốc thầy mà hình như là sư phụ này là bên đạo Hòa Hảo. Cảm ơn sư đi. Ai mà tu tỉnh dân cần làm đường ngang có thành độ cho chút xíu cái ra rồi rất sư đi cho thượng lộ bình an, nhiều sức khỏe và với bà con nhiều may mắn. Dạ có duyên con nuôi nước ô tô con tìm sư chủ sư ở đâu? Mình lên trên YouTube bấm chữ sư bá là có liền. Con cũng thỉnh thoảng lên nước ô tô sư bá là ra liền. Sư bá. Dạ. Cái đầu nghệ sĩ con dẫn hát hoài á. Dạ rồi. Có xe Honda rồi. Ở dưới đây có này sư phụ. Rồi xe Honda chở rồi. Đó. Dạ không. Đặc biệt sư bá từ xưa giờ không nhận của ai bất cứ một ngàn đồng nào. Để được ngàn á. Dạ không. Từ sư bá hồi xưa. Sư bá cho con một câu thôi. Dạ. Sư bá nói thì mấy câu một câu cho nó vui, vì nó không có ở đây. Dạ. Nước ngoài. Dạ chúc cho cô chủ thân ha. Luôn được nhiều sức khỏe, cố gắng chuyên tâm niệm Phật. Hôm nay mình đến chỗ thầy Minh Tuệ, mình học thẳng đầu đạt của ngài là một bậc thầy.
nhưng mà cố gắng làm sao là ăn chay niệm Phật, để là ăn chay là không ăn mặn, không ăn mặn chứ không phải ăn mặn nha. Mà nói ăn mặn người ta cự, mà nó không ăn mặn. À, mà ăn chay thì nó giữ được rất nhiều giới. Nào là không nói dối, không tà dâm, không rụng giọng ngữ, không sát, nói chung là không sát sinh, không tất cả. À, thôi được rồi, xin phép. Dạ, con xin phép. Chúc cho cô nhiều sức khỏe nha. Là thân tâm được an lạc, đạo quả cố chứng. Chúc xin nhiều sức khỏe. Cầu sở hữu cho chủ dân của hắn. Dạ, chú thiệt là đẹp. Dạ, như Phật. Dạ rồi. Dạ, nó muốn như Phật. Dạ rồi. Chúc xin nhiều sức khỏe. Dạ rồi. Dạ, có dịp con có điều kiện thì xuống An Giang. Dạ. Chỉ hỏi công sư bá là được. Phật sư bá. Dạ, còn mình lên trên Google. Đến cốc thầy hôm nay rất là đặc biệt đấy mọi người. Dạ, nó mua. Dạ, mua Phật. Dạ, anh như con sẽ đến. Dạ, anh như đồng Phật. Chúc ngài. Ngài tốt quá. Rồi con chào dùm thầy đó. Con chào thầy nha. Dạ. Con chào thầy nha. Chào thầy ra cái. Sư bá lên thăm mộng. Con chào sư bá. Dạ dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Dạ A Di Đà Phật. Chào. Dạ dạ chào. Dạ. Sư bá bây giờ cũng đang quay lên nào mọi người ơi. Ở trên đó là cái gì anh? À, đây là cái đường đét đi đường lên trên luôn. Đây là con đường mới. Còn đây là cái chỗ đường bên bờ ao mà thầy đi ra giặt y đó. Rồi mọi người cũng bây giờ đến cốc và cũng quay về đó. Rồi, đó ok rồi. Đó, bây giờ cũng đi lên trên luôn mọi người ơi. Quay lên trên, sư bá là cũng đi lên trên rồi. Đó. Có chở sư bá đi không? Chở dùng xe cái. Chở sư bá ra xe chị ơi. Ừ, đó ta quay đâu xe đó. Để con lao cái yên. Con lao yên cho sư. Không sao. Cái yên bị dính chưa? Rồi mong rằng tất cả các cụ này chị mình. Nếu mà đi nè nè. Chờ sư bá ơi, đi đây cái này gì đó. Chị dây dặn xe. Con lao xe nữa. Dây dặn xe cho đừng nó bị trợt á. Dạ, sư bá ơi, sư bá lao nữa. Dạ được rồi, ai vậy? Sư bá quay lên trên đầu đường mọi người ơi. Sư bá dạ rồi đi. Dạ rồi, ai vậy? Nè thấy không nè. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ ai sư bá. Dạ. Dạ sư bá xin chào. Dạ. Chào sư bá nha. Dạ chào nha, chúc mọi người nha. Dạ. Bây giờ chúc chân câu này đi người. Hăng hăng từ từ. Dạ. Một chuyến du sơn tròn ước nguyện, mỗi phiền đau xin gửi lại chốn non tiên. Hay khốn lũy nhiều oan trai, gửi chốn non đại quê mở khai. Ai với đâu hết rồi. Dạ. Dạ rồi. Rồi con chào sư nhá, con chào sư bá nhá. Dạ. Rồi sư bá bây giờ hả? Em là Hoàng Sáu TV. Hoàng. Lên YouTube á. Dạ. Bấm Hoàng Sáu là có. Vậy là mai có cái đó phải. Dạ bạn, tí nữa là có bây giờ ấy. Hoàng Sáu ha. Dạ Hoàng Sáu TV. Hoàng Sáu TV. Dạ. Hoàng Sáu chữ TV đó. Dạ. Đó tí về Sáu YouTube anh đưa lên đi. Dạ ok, tí nữa là sẽ có. Đó, nên là bà con bây giờ cũng cũng quay lên nè mọi người ơi. Quay lên đầu đường. Nay có sư bá là bên đạo Hòa Hảo. Đường trơn lắm, đây mưa là đường trơn, đi xuống đây là đi cẩn thận té mọi người. Đây này. Đường trơn trượt, chào chú nhá. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đi lên đường này mọi người thấy là nó trơn. Kiểu như thà mưa lớn ấy. Chứ mưa nhỏ nhỏ là trơn lắm. Đi không nổi luôn á mọi người. Mọi người đang đi lên đó mọi người. Lên đây là mệt thở không nổi mọi người ơi. Mỗi lần leo dốc là lên không nổi. Giờ lên đến đầu đường là thở không nổi luôn mọi người. Một video quay là rất là cực.
Chị Linh vẫn chưa đi. Chưa đi à chị Linh? Dạ. Đó, chị Linh chuẩn bị đi đấy mọi người. Đi ra shop. Út Thìn đi rồi, chị Linh ra bán hàng. Ôi, lên đến đây là mệt thở không nổi mọi người. Ôi, mệt quá. À, chào chú đẹp lão lại gặp rồi, chào nhá. Rồi chào. Tao lên tìm mày không, tìm ai tao. Rồi. Xin chào chú. Ra ngoài này uống nước. Rồi thì em điện ông nói bà đi. Ừ. Ra xem sư bá là về chưa. Quay cho mọi người xem sư bá một xíu coi. Hôm nay khá là đông. À, xe chuyển bệnh từ thiện. Trời, quá đặc biệt. Bây giờ sư bá về ạ. Dạ, sư bá về. Dạ rồi. Wow, nhìn quá đẹp mọi người ơi. Dạ chào ha. Dạ, con chào sư bá nhá. Chúc sư bá trên đường về Thượng Lộ bình an, dạ, mạnh khỏe. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ sư bá lại quay trở về An Giang. Dạ không, còn đi Hà Nội. Giờ đi Hà Nội nữa. Đi ra ngoài Hà Nội cũng chợt. Dạ, hôm nay sư bá cho con hỏi một chút với là dạ. Sau khi mà xuống đến cấp của sư Minh Tuệ thì sư bá có cái điều gì ấn tượng nhất? Có thể thay câu trả lời là một bài cúng của mình. Bài cúng của mình hình như là quý vị đã ghi nhận được cái bài cúng của mình. Đó là một sư cô có thể có sư bá có thể có vài lời nào đó để tặng cho khán giả trong ngoài nước cũng như là để chia sẻ về cái gốc của sư Minh Tuệ không? Cái câu nào đó. Một chuyến du sơn tròn ước nguyện, mọi phiền đau xin gửi chốn non tiên. Dạ. Trần ai khốn lụy diệu anh trai, gửi chốn non đại quê mở thai. Trời, con chào sư bá nhá. Bá nhìn đẹp thật đấy. Dạ. Đây có chiếc xe rất là đặc biệt đấy. Xe đặc biệt dữ anh trai. Cái xe cấp cứu mới chịu. Đây. Rồi cho xin phát biểu rồi, cảm ơn tất cả quý vị ở đây, gọi là chúc quý vị mua bán rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người, bây giờ là bắt tiếng rồi người ơi. Rồi chào anh trai nhá. Rồi rất là tuyệt vời. Dạ rồi chào cô. Dạ. Wow, tuyệt vời quá. Đây chiếc xe đi từ An Giang. Đó, một cái điều rất là tuyệt vời. Dạ ok. Ô, cô về Đắk Lắk à? Giờ về Đắk Lắk hả? Con Tum hả? Rồi chào cô nhá. Rồi chúc cô mạnh khỏe bình an nhá. Rồi quay chào cô. À mọi người, từ Con Tum. Từ Con Tum về thăm cốc thầy. Đấy, trên cốc của thầy là bà con đến đây cũng đến đây chơi. Rồi là chụp những tấm hình làm kỷ niệm. Rồi hello anh trai, anh khỏe chưa anh? Anh khỏe. Dạ, hôm nay Dô chở chị Linh rồi anh? Ừ, đi xuống chở chị xuống shop. Dạ, tình hình mấy hôm nay là bán hàng được không anh? Nói chung là bị ảnh hưởng của bão nên là bán chậm lắm. Bán chậm, anh Thìn cũng có nhà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy nên bà con ở nhà mà có, ở đây là anh Thành là trực tiếp là những người mà cùng bán hàng với Út Thìn. Nên là khi Út Thìn đi rồi nhà không ai like, rồi chở chị Linh cũng like. Bây giờ chở chị xuống đây. À ok, tí chở chị Linh lên đây rồi ghé anh em tâm sự chứ nha. Rồi ok, đó. Đây là cùng giới shop Út Thìn đã xuống chở chị Linh ra ngoài shop để like. Nên là quý vị khán giả mà xem có thể ủng hộ giúp cho Út Thìn nhá. Út Thìn giờ đang ra ngoài Bắc rồi, tí lên đây sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chú đẹp lão hôm nay lại lên nhỉ. Hôm nay lên đây lên gặp hàng 6 hả? Ừ, gặp hàng 6 thôi. Dạ, yeah, ok vậy. Ủa, uống nước, xuống ghé uống nước. Dạ, ghé uống nước. Dạ. Đây xuống đón chị Linh.
hôm nay ở trên này bà con cũng khá là đông vui nhộn nhịp đó, bà con ở đây để ủng hộ, nên đây ủng hộ nước cho bà con và xuống cốc để thăm cốc của thầy đó, đang đợi chị Linh lên đó, đón chị Linh đi ra ngoài shop các mọi người. Rồi quý vị khán giả xem thì bấm like, bình luận ủng hộ giúp Hoàng Sáu TV nhá. Đi đâu đấy?